Nào ai biết ra sao một kiếp người, nhiều đắng cay trong tiếng cười, để xót xa trong cõi lòng chờ mong thế thôi. Còn nhớ chút thế thai nhân tình đó, hết cơn mưa mong trời sáng, ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu thương. Yêu đuôi em khóc bao tháng ngày bão giông, thương những chiếc lá buồn hắt hiu, đầu cành lao đao trong gió mưa. Là em yêu đuôi, năm tháng sẽ xóa dần nỗi đau, hạnh phúc em mãi tìm ở đâu, bao giờ thôi hết. Sao một kiếp người nhiều đắng cay trong tiếng cười, để xót xa trong con lòng chờ mong thế thôi. Còn nhớ chút thế thai nhân tình đó, hết cơn mưa mong trời sáng, ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu thương. Yêu đầu cành lao đao trong gió mưa, là em yêu đuôi, năm tháng sẽ xóa dần nỗi đau, hạnh phúc em mãi tìm ở đâu, bao giờ thôi hết hoài mong. Xui tận mạng. Ê, chúng tiền mày. Ê, thiếu mày. Còn nhiều đó đó. Coi còn gì nữa không? Còn cái đồng hồ kìa, lột ra. Lại lên mày. Ê, cha đi gỡ không mày? Còn gì đâu mà gỡ. Còn một đồ giết của mày. Chơi luôn đi. Chơi luôn. Chú Mười à, tôi chạy thử xe. Lát nữa anh Tư Hân tới, đưa nói chợt chút tôi về giao xe liền. Ờ, rồi. Ba, cho tụi con đi chơi với ba. Ờ, đi thì đi. Ba ơi, từ từ ba. Khoan đã, để chị đỡ lên. Cho anh ngồi trước chứ. Ngồi đàng hoàng đó. Rồi Ngọc, con có đi không? Dạ con không đi đâu, con ở nhà với má. Má ơi, chị hai. Má con đi thì chị hai đi. Chưa đi chú Mười. Đi nghe hai má con. Đi về lẹ nha không. Xuống thôi đi xe mà xuống đó. Ông giận con hiếm thấy, mà cưng con cũng hiếm thấy luôn. Đó là vì chưa thấy ông cưng gì bảy con, vậy nên dì bảy con mới thương ông hết biết luôn. Chồng tôi cũng thương, chứ thương ai bây giờ? Không lẽ tôi đi thương ông hàng xóm? Nổ máy Tám ơi. Sao tiếng gì với tiếng máy mai vậy chú? Ờ,
ba cái xe từ thời Bảo Đại này á, chiếc nào cũng kêu giống nhau con ơi. Dạ. Yeah. Gọi là xú bắp, hiểu chưa? Dạ. Yeah. Nhỏ Ngọc này rành mấy xe dữ ha. Nó là đứa ham tìm hiểu nghe không? Máy móc ở đây cái gì nó cũng đành hết trơn hết trọi á. Nó giỏi còn hơn mấy đứa phụ việc nữa. Con còn phải học chú Mười nhiều. Lên thử máy tắp. Mời chị vô nhà nghỉ. Cảm ơn. Chị vô trước đi, để tôi coi sửa xe xem sao. Thằng Phát mất dạy lấy hết tiền rồi. Lát nữa lấy tiền đâu trả công sửa xe, trả tiền mua gạo, mua đậu phộng. Vậy đó, sao dì nói thằng Phát lấy ít thôi? Vì lúc nãy có chị Bảy với con Ngọc nên tôi định phải giấu. Vậy thì phải lôi ngay nó về, không thì nó lướt hết tiền. Giờ này dì còn sĩ diện gì nữa. Ngọc. Dạ. Dẫn dì với chị đi kiếm thằng Phát về liền. Dạ. Nè khoan con, xa lắm đó nghe. Sẵn xe mới sửa máy xong á, tôi chạy thử chở mấy bà đi luôn. Thôi, chú lúc nào cũng có mùi rượu á đó, lỡ chở tụi con xuống ruộng thì sao? Trời, mùi đâu được uống rượu với uống nước lạnh, làm sao say xỉn được. Tám, để tao lái tám. Thôi, sợ máy chú hư thôi, với mấy con thì ngon rồi. Khỏi thử, lên xe đi, tôi chở đi cho. Mày ngon vậy đó, mà có gì cũng mất. Còn tao không ngon, nhưng không dễ gì để ai qua mặt đâu nghe. Chú, trời ơi chú ơi, sao chú cứ nhắc ba cái chuyện đó hoài gì vậy? Chú mày, tao nói chú thiệt tránh mà. Ra đi cho con lên đi. Chú tránh ra con lên đi mà. Chú lo cái thần chú á. Đó, đeo vậy hoài chịu đời gì nổi. Thôi tạnh đi cha. Mưa đâu mà tạnh mày. Ba cho tụi con đi chơi tới chiều luôn nha. Ba cho con ăn cà rem nữa. Ba rồi. Rồi xuống đi. Ba rồi. Nè nè, đứng chờ ba đã. Vô, vô. Rồi, vô đây nghe. Rồi đây. Ba ơi, ba ăn kem nha ba. Em ăn kem gì hả? À, cái gì? Rồi, ba cho ăn nhiều rồi ngày mai bao tử nó đông đá lại, đi cầu không được cho mà biết. Cô ơi, cho mấy cây kem. Ăn ba cây bụng con có đông đá không ba? Ba không có biết à nghe. Ba đừng có hù con. Sao? Con không có sợ đâu, con bốn cây lợn. Rồi, đứa nào ham ăn có cái gì ráng chịu. Ba, ăn rồi, nhớ mua về cho má chị Hai nha ba. Giỏi, ba. Kim có hiếu với má, vậy ba thưởng cho con ăn 5 cây luôn. Thôi, con sợ nhiều lũng ruột, ngày mai đĩa không được. Giỏi, à. Đây. Dạ, ba. Của con đây. Bác đi. Vô đi. Vô đúng rồi. Vô con. Long Hải đáng lên. Vô Hải đáng lên con. Vô lên. Vô lên con. Vô đáng lên. Vô đáng lên. Giết nó. Tốt. Chú vậy mà nó không ham sao được. Ham vậy mới chết. Đáng lên con. Vô lên. Vô. Vô lên. Vô lên. Vô lên. Vô thì nó thắng rồi. Trời ơi. Lẹ lên chị. Lẹ làm gì ơi. Ê, nhà mày hả? Ừ. Trời ơi, bộ giò cẳng mày đẹp lắm sao mà mặc quần xà lỏn ra đây mày khoe mày. Kệ tôi, mắc gì ông? Ờ? Mày không biết mắc cỡ hả? Thua hết rồi phải không? Đã không biết làm gì ra tiền rồi còn phá cái gì nữa. Khá sao nổi. Nó còn thiếu tôi 2 chỉ. Bà phải trả cho nó mới ra khỏi được chỗ này. Trời đất ơi, mày đã lấy hết tiền hàng, bây giờ lại còn bán thêm nợ. Mày giết má đi. Đã cùng đường làm ăn, phải đi bán hàng xôn lượm mặt cắt mà... Vậy mà mày còn phá tiền phá của. Ta làm sao mà sống được hả trời. Thì má cứ trả đi rồi con làm trả lại. Làm dữ nè. Mà có trả tiền cho nó không? Nếu không thì để xe hàng lại, khi nào có tiền thì mang đến chuột. Mày thấy chưa? Nè, trả cho mấy người nè. Nhiêu đây á là dư hơn 2 chỉ rồi đó. Em sẽ thối lại cho đại nương ngay bây giờ. Khỏi cần. Số tiền dư đó cho nó lấy lại bộ đồ.
Mèn ơi, nhiều đó biết bao nhiêu sĩ. Trừ qua bộ đồ này thì tụi đàn em hơi lỗ. Nhưng dân thành phố biết chơi đẹp thì tụi này đâu có kén. Coi như tao tặng một số tiền thiếu. Từ nay đừng tưởng dân tỉnh lẻ tụi tao ngu nghe con. Đủ rồi mày, giỏi đá gà hay ho gì mà danh giáo. Đi tụi bay, mặc đồ lẻ lên rồi về. Mày mà là con tao, tao cho mày đi chậu ông bà ông giải luôn. Tại gì nữa, nuông chiều nó quá nó mới hư vậy đó. Về ông. Sao không về đi chậu thiệt lẻo? Anh không thương má anh hả? Chứ mày con nít biết gì. Nè, tao mặc đi. Cảm ơn. Thì ghê. Cái con nhỏ này. Ông nội về rồi kìa. Nhục, nhục gì con? Mốt kiếm tiền cũng trả má. Má không cần tiền. Má còn con nên người kìa. Ngon ha. Mấy đứa ăn đã chưa? Con ăn nữa. Lạnh rút cả lưỡi cũng còn hợp ăn nữa. Con ăn cái nữa ha. Ăn nữa. Không có ăn nữa. Ăn nữa mà. Anh bây giờ chạy ra chợ xin lỗi người ta, rồi trả hết gạo đậu phộng lại. Hẹn bữa khác có tiền lên lấy. Con thấy con làm khổ mọi người chưa? Bây giờ trả không đâu có được, lại phải chịu lỗ thêm. Thôi, vì rầy la nó làm gì, như nước đổ đầu vịt thôi à. Mà nó có nghe đâu. Buôn bán cũng có ngày xui xẻo chứ. Vô chợ hả? Nè, quẹo phải tám. Khỏi cần đâu chị Lệ, cứ để em về nói má. Má em qua mấy dĩ xin bảo lãnh cho. Liệu có được không con? Mấy người đó quen tiền trao cháu mút rồi, có bao giờ cho mình mua chịu đâu. Nếu má em nói chắc mấy dĩ chịu á. Nếu được như vậy, chị cảm ơn con nhiều lắm. Thấy chưa, con người ta như vậy, con mình thì má vừa phải thôi, quê con. Mày mà cũng biết quê nữa à. Trước nay chỉ thấy mày dài mỏ chê hết người này tới người khác thôi à. Không hiểu sao bữa nay tôi nóng ruột quá. Trời sắp có giông, hay mình về luôn đi Lệ. Vì nắng nắng lại chiều về, chứ giờ này hay kẹt bắt lắm. Cầu cho mọi sự bình an. Không hiểu sao giờ này cha con chưa về. Con cũng thấy bồn chồn sao đó má. Hay là má qua dì Năm nói giùm cho bảo lãnh trả tiền cho chị Lệ. Nhưng má lo không được quá à. Không sao đâu dì, được thì tốt, còn không thì con mang hàng trả lại cho người ta. Thôi má ráng đi với con đi. Tôi bữa nay làm sao á nghe, sửa ba cái lạc vặt mà sửa cũng không nên thân nữa. Trời ơi, có mưa thì mưa luôn đi, ngột ngạt quá chịu không nổi. Cái nhà này phá quá. Mày là thằng nào mà dám láo vậy hả? Tắt máy đi, đừng chọc giận tôi nghe cha nội.
Mày dám hỗn với cha chú mày hả? Hả? Mày dám vuốt râu hùm hả? Hôm nay tao dạy cho mày bài học lễ phép. Anh Mười, tôi xin anh, tôi xin anh mà. Chị tránh ra, chị tránh ra. Chị không dạy được nó gì để tôi. Tôi cho nó một trận bầm dập nhớ đời, cho nó bỏ cái thói hỗn láo với cờ bạc. Mày vô đây, mày vô đây. Anh Mười, cứ để cho ổng cho đang trọng, không sao hết á. Không sao hả? Có phải con cô đâu mà cô thương. Thương con thì thương cho đúng, thương như gì vậy? Hư thêm nữa. Ra đây, mày ra đây. Con ơi là con. Bây giờ mày mở lớn con mắt ra, coi thằng Mười râu này là ai. Đẹp quá, xăm cho con đi chú Mười. Bộ mày tưởng ai muốn xăm mình là mấy thằng thợ xăm xăm cho hả? Phải có đẳng cấp giang hồ. Con xin lỗi chú mà. Mày còn biết điều vậy là được đó. Nè, tao nói cho mày biết, mày cứ về Sài Gòn mà hỏi với giang hồ lớp trước coi thằng Mười đâu này là ai. Không ai là không biết tao. Vậy chú là tướng cướp hả? Cướp thì không, nhưng đâm thuê chém mướn là nghề sinh sống, cờ bạc ăn nhậu là thú đam mê. Đời tao lên voi xuống chó cũng nhiều rồi, nhưng rồi tới lúc hộp cơm thiêu không có mà ăn. Mình không lương thiện, không ai dòm ngó tới mình đâu. Sau giải phóng bị thu gom cải tạo, học được nghề máy trong trại ra, ta mới quyết chí làm lại từ đầu. Dạ, con hiểu rồi. Hiểu rồi thì phải sửa đời mày đi. Chưa có muộn đâu con. Bây giờ má mày có tiền, mày còn có chỗ chôm chĩa, mai sau má mày nằm đó, mày làm gì để mày sống? Có gan đi ăn cướp không? Dạ, con dám. Thằng nhát gan. Bọn đánh bài thì dám phải không? Dạ, con xin chừa luôn. Mà thực ra con chỉ định đánh cho vui thôi, ai về càng đánh càng ham. Mày có biết cờ bạc cũng là một trò chơi giang hồ không? Mày có biết luật của nó không? Dạ, luật giang hồ rất tàn nhẫn chú à. Thua mà không chung đủ cho tụi nó dí chết mình luôn. Nhưng mà ham vui bỏ hoài không được. Mày cũng không đến nỗi quá ngu. Bây giờ theo tao đi vô nhà, lại má mày ba lại để xin lỗi ba đi. Mày lì hả mày? Tao kêu không chịu đi. Thưa chú, nhưng mà... Mày thấy nhục hả? Từ trước tới giờ mày không coi má mày ra gì, bây giờ làm như vậy mày thấy khó coi quá hả? Con chịu mà chú. Đi. Thôi thôi, được rồi, được rồi. Mới một thôi nghe con. Con ôm đồn chuyện không đâu. Hồi nào tới giờ má có buôn bán với ai bao giờ đâu. Mà nói mấy bà chịu cho má bảo lãnh người khác. Nhà mình từ trước tới giờ sống đàng hoàng, ba có tiệm lớn, có đủ uy tín mà má. Ủa, chị Bãi, sao rảnh ra chơi vậy? Ờ, Ngọc, con Lệ đâu không đem tiền hàng ra trả? Thì tôi tới đây cũng chỉ vì chuyện đó. Thằng con bà Lợi nghe người ta rủ rê, cá độ, đá gà, thua hết tiền hàng, còn nợ mấy chỉ. Còn con Lệ phải lột hết dòng vàng ra trả nợ. Tôi đến đây xin khất lại nợ, mấy hôm sau ra trả nha chị. Ừ, được. Ai bảo lãnh chứ chị thì tôi tin. Nếu chị trả không nổi á thì tôi xiết nhà chị, lo gì. Thôi, xin phép dì má con mình về luôn đi. Con cũng nóng ruột quá à. Thôi, chị thông cảm nha. Tới rồi. Má ơi. Nè, gì con? Ba con chết rồi. Hả? Chuyện gì vậy? Em sao vậy nè? Má con tỉnh đau con. Rồi. Cái gì? Má, sao con? Má con với mấy đứa em con chết hết rồi. Hả? Nè, bình tĩnh. Nói nghe con. Con nói đi. Nè, chết hả? Sao? Má, ở đâu? Nói nghe con. Bình tĩnh đi em, bình tĩnh đi em. Chuyện gì nói nghe con. Má con bị lật xuống ruộng, mấy đứa em con chết hết rồi.
Bảy quá chị nghe Bảy ơi, má. Bảy má. Nhỏ này nó trốn khỏi bệnh viện cấp cứu, nhờ tôi trở về báo nhà biết. Má, má ơi má, con không còn ba nữa rồi má ơi. Má thương sao đã, chứ gì đã khóc lóc vậy. Má ơi. Mẹ lên lên. Bảy, cậu Bảy. Chị Bảy. Đây 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 nè. Không phải đây nè. Hả? Dạ đây là vợ con của ông Bảy. Anh và cháu nhỏ nhất bị thương rất nặng, còn cháu kia bị nhẹ hơn. Chúng tôi đã chuyển sang phòng bên rồi. Thiệt tội nghiệp chị với Sắp nhỏ. Cảm ơn anh chị. Bây giờ tôi cũng không biết sống làm sao. Xưa nay tôi quen sống dựa. Bây giờ ông đi. Trời cho anh vắng số, phải chịu vậy thôi. Chị Bảy à, tụi tôi qua đây trước chia buồn cùng chị. Sao nhắc chị ráng thu xếp tiền bạc cho tụi tôi. Tiền bạc gì? Cái xe của tôi đó, thì cái xe hư đó, chị biết quá rồi mà. Xe tôi toàn đồ zin hàng ngoại, bây giờ bị bóp méo sọc sệt, thì làm được gì, bán thì mất giá. Chị tính sao để tụi tôi đừng thiệt thì tính. Anh Bảy ơi, anh mất chưa được bao lâu, mà để lại cho thôi mà chị Bảy ơi, chị cứ cai trong cổ hoài thì anh cũng đâu có sống anh lại Bảy được. Ơi. Chị cứ lo lẹ giùm tôi đi. Cảnh nhà tôi cũng cơ cực lắm. Thôi, chào chị vợ chồng tôi về nha. Dạ chào chú Thiêm. À, vẫn còn đi học hả con? Dạ. Để con vô coi má con sao. Con nhỏ này trổ mã được coi ngon đó nghe. Tôi cấm nó nha. Gái già gái trẻ vậy phải ngó lơ đi. Cha già mắc dứt. Ui. Má, có chuyện gì vậy má? Nhà tôi hơi mới bầu thường cái xe hư. Có mấy dì hụi má hốt trước là đám cho ba con. Bây giờ má muốn chết theo ba con của con. Má đừng suy nghĩ gì nữa. Để rồi con tính cho.
Đợt hàng này 956.800, tôi đưa trước cho anh 500.000. Cái số lẻ còn lại nhiêu cho gối đầu tới tháng sau nghe cha. À, tôi phải tính đẹp với chị chứ, để chị còn làm mai tôi đám khác. Nè, tôi tín nhiệm chị lắm đó nha. Ờ. Con chào chú, chào dì. Ngọc, má con kêu qua dì mua cắm heo. Nhỏ nào chị Năm? Con Ngọc, con nhà cha Bảy Châu mới bị tai nạn chết đó. Ờ ha. Sao, có tiền trả được trước chưa? Ờ, dì cho con ghi sổ. Heo nhà con chưa bán được. Đợi nhà mày bán heo được mới trả tiền cho tao. Chắc tao ăn cám quá, chứ không phải heo nhà mày ăn cám đâu. Dạ, dì thông cảm. Chị Năm, cho nhỏ em nó ghi sổ đi. Coi như phần tiền tôi gói đầu cho chị vậy đó. Vậy phải không? Nè, nhớ cảm ơn chú Sáu nghe. Dạ cảm ơn chú. Ơ, nghĩa gì không biết. Giúp nhau là chuyện nhỏ mà. Ờ nè, đừng kêu tôi bằng chú, cứ gọi tôi là anh. Anh Sáu tỷ, tôi còn độc thân vui tính mà. Tưởng ai, ai về. Yeah. Anh với chú Bảy là chỗ thâm tình. Lâu lâu chú Bảy lên nhà anh nhậu. Chú nói làm sao chứ, ba con đâu có nhậu hồi nào. Lại chú. Nhỏ vậy mà biết nói xạo rồi. Dân miền Tây mà, ai biết nhậu rượu đế. Chú Bảy coi đàng hoàng vậy chứ chơi ngon lắm nha. Mỗi lần lên anh là nhậu tới bến luôn á. Ba con đi đâu cũng dắt con theo. Có khi nào con biết nhà chú đâu. Tại lớn rồi quên đó chứ. Chứ anh biết em hồi còn nhỏ, hồi em còn mặc quần lũng. Chú này xạo quá. Dì Năm, cho con lấy cám, con về. Mày cảm ơn anh Sáu đi, rồi về cho lấy cám. Dì làm khó con qua nhà dì Ba Trong cũng được. Mới có bao nhiêu mà đã làm giá. Coi chừng ế chồng nghe con. Con phải làm để nuôi má nuôi em. Con chưa muốn lấy chồng, con còn nhỏ mà dì Năm. Chị Năm, chị Năm, ráng giúp tôi nha chị Năm.